đã đi. Các phụ công phấn khích khi biểu diễn cùng Mono. Và ngay bên cạnh tôi lúc này đó chính là các phụ công biểu diễn ca khúc Em Xinh cùng Mono tại sân khấu của Hoa Xuân Ca. Và không biết cảm xúc của mình như thế nào? Nói không nên lời đó anh. Thực ra là ngoài cái việc đi nhảy thì cái việc nhảy cho thần tượng của mình đó, nó còn yêu thích hơn rất là nhiều và cảm thấy nó sung sướng đã. Nó đã đi. Là một người fan thì em cảm thấy rất là tự hào, và một phần nữa là được diễn chung với lại idol của mình thì em rất là sung sướng trong lòng, kiểu là ảnh tiếp thêm động lực để em diễn có thể hay hơn. Hôm nay mặc áo dài vì lý do diễn nha. Đám cưới với ảnh. Dạ đám cưới với Mono. Ngày thanh nắng đôi tóc, ngày đôi buông mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình. Mọi người ơi, đừng quên đón chờ chương trình Hoa Xuân Ca sẽ được phát sóng ngày 8/2 trên các kênh sóng và nền tảng số của VTV nhá. Có Mono nữa.